Vâng, xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh ESV TV. Ngày hôm nay thì tôi là Custom Mỹ Bướm và tôi sẽ cùng đồng hành với hai bạn Custom mới của ESV TV. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút tổng quát về giải Major sẽ diễn ra sắp tới vào Thượng Hải. Và đây là một cái giải đấu mà cũng giống như các cái giải Major bình thường thôi, sẽ có sự góp mặt của 16 team. Tổng giá trị giải thưởng là 3 triệu đô, trong khi đó thì đội vô địch là 1,1 triệu đô. Và đồng hành với tôi ngày hôm nay thì bên trái tôi đấy là bạn Hoàng Kỳ Anh, custom mới của ESV, và đây là Nguyễn Minh Đức. Hai bạn có thể giới thiệu qua một chút về mình trước khi anh em ta đến với phần nhận định và phân tích về giải bây giờ lần này. Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh ESV TV. Thì bắt đầu từ thời gian bây giờ này, tôi sẽ chính thức là một caster của kênh ESV TV và sẽ mang các trận đấu đến với các bạn một cách tốt nhất có thể. Mong là tất cả các viewer sẽ ủng hộ tôi. Vâng, xin chào tất cả các anh em khán giả của kênh ESV TV. Mình là Hoàng Kỳ Anh. Và cũng như anh Đức thì mình đã trở thành caster chính thức của kênh ESV TV. Và hy vọng là giải Major này mình cùng hai anh caster sẽ mang được đến cho các anh em viewer những trận đấu hấp dẫn nhất. Và xin anh em ủng hộ. Ok, thì đến với cái giải Major lần này thì sắp tới chúng ta sẽ đến với, đấy là phần 4 bảng. 4 bảng đấu, và theo như nhận định của Hoàng Kỳ Anh thì em nghĩ là cái bảng nào sẽ là cái bảng mà theo em sẽ là khó khăn nhất? Em có xem qua các bảng đấu rồi thì theo nhận định của em thì bảng D có sự góp mặt của Evil Genesis này, có Vitus Pro và cả Team Liquid nữa. Ngoài ra thì trong bảng đó cũng có một hiện tượng của Bắc Mỹ, đó là Team Complexity, nhưng em nghĩ là Complexity ở bảng đấu này thì không có quá nhiều cơ hội. Và cơ hội sẽ chia đều cho cả 3 team còn lại. Ok, tức là theo ý kiến của Kỳ Anh thì bảng D sẽ là cái bảng khó khăn nhất. Còn Minh Đức thì em thì em nghĩ như thế nào? Về cái độ khó khăn của các bảng đấu thì theo như cá nhân đánh giá của tôi thì bảng D là một bảng đấu cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng mà cái bảng A cũng là một cái bảng không phải là dễ thở để như các đội như Secret, CDAC, E-Home hay là MVP Phoenix, khi mà tất cả các đội đều là có tiềm lực cũng như là có sức mạnh, có truyền thống. Thế nên là cái bảng đấu đấy cũng rất là khó lường, kịch bản okay. Cái bảng đấu đấy rất là khó lường. Và bảng A cũng là cái bảng mà đánh dấu cái ngày thi đấu đầu tiên của Major. Đúng rồi. Vòng online bắt đầu diễn ra tại Trung Quốc lần này. Cái câu hỏi thứ hai mà anh em ta muốn thảo luận đây, tức là team nào thì theo hai em, Kỳ Anh trước đi, theo hai em thì team nào, những team nào có cơ hội lớn nhất để giành được cái ngôi vị quán quân của Major lần này? Theo những cái sự theo dõi gần đây của các giải đấu và theo nhận định riêng của em thì Evil Genesis họ cũng có cơ hội để vô địch giải này. Team thứ hai thì em nghĩ là ứng cử viên nặng ký, đó là E-Home. Và một team nữa theo vấn đề gọi là tình cảm nhiều hơn, theo gọi là hâm mộ nhiều hơn thì em thích VC Gaming. VC Gaming, ok, tức là hai team đội chủ nhà, E-Home, VC Gaming và Mafia, đúng không? Rồi ok, còn theo như nhận định của Nguyễn Minh Đức Anh thì anh biết là em thì em rất là hy vọng vào việc Alliance sẽ lên ngôi. Nhưng mà khả năng cao thì cũng chưa chắc điều này đã xảy ra. Anh thì cá nhân anh thì anh đánh giá team mạnh nhất lần này là team chủ nhà E-Home. Và em thì em có thêm ý kiến gì nữa không nhỉ? Tất nhiên thì có 3 cái team hiện tại thì đang là có cái phong độ rất là cao. Alliance thì vừa vô địch Starladder, E-Home thì vô địch MDL Trung Quốc. Còn Evil Geniuses thì về nhì ở cả hai giải, thì chứng tỏ cái khả năng bắt kịp meta của họ rất là tốt. Và cái việc mà họ tiến xa cái giải Major này là không phải bàn cãi rồi. Nhưng mà tức là để nói một cách tổng quan thì em vẫn đánh giá Alliance rất là cao. Tại vì là cái quan trọng là họ đã gắn kết được cái đội hình đã từng vô địch TI3, nó rất là nhuần nhuyễn. Chưa kể đó là cái việc mà những cái con hero tủ của các player nó cũng được búp lên rất là nhiều, dẫn đến cái việc là họ sẽ có rất là nhiều cơ hội để trở lại đấu trường Dota chuyên nghiệp, lấy okay. lại cái vị thế vốn có okay. của mình. Anh thì anh cũng nghĩ là Alliance thì đang có được cái gọi là thiên thời và nhân hòa, nhưng mà hơi thiếu điện lợi của các team chủ nhà Trung Quốc một tí. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ xem là những team nào để có khả năng lớn để giành vào được, đầu tiên là phải vào được trận chung kết đã. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đấy là những cái ứng cử viên trong ngôi vị vô địch. Còn ở mỗi giải đấu thì chúng ta đều có được những cái, đều thường xuyên có sự xuất hiện của những cái team kiểu như là ngựa ô hay là những cái ẩn số của giải, đột nhiên thi đấu bất ngờ cực kỳ hay luôn. Thì không biết là hai em đánh giá như thế nào. Cá nhân anh thì anh nghĩ đấy là team Spirit với các tài năng trẻ của khu vực CIS. Kỳ Anh thì em thấy sao? Theo em theo dõi thì những cái team tham gia giải lần này thì hầu hết là những cái team đã có tiếng nói, đã có máu mặt ở trong khu vực là một rồi.
Còn những team như kiểu là Complex City Gaming này, hay là team Acon này, hoặc là MV Phoenix và team Spirit như anh vừa đề cập, là những cái team rất là mới, họ có những đội hình rất là trẻ, rất là tài năng cũng như là tiềm năng luôn. Thì những cái team đó chúng ta nên để mắt tới trong những trận đấu sắp tới. Nhưng mà theo ý kiến riêng của em thì em vẫn đặt hy vọng mình vào Complex City nhiều hơn. Complex City với ba thành viên cũ của NIP và... họ vẫn có những bộ khung có kinh nghiệm và sức trẻ. Ok, ý kiến của Minh Đức thì em thấy team nào? Cái team mà sẽ là ngựa ô của giải thì là sẽ là một team có logo của team là hình con ngựa. Đấy là Liquid. Chính xác luôn. Và bởi vì sao? Bởi vì họ có 3 điều để có thể làm nên cái bất ngờ đấy. Thứ nhất là cái khả năng ban pick sáng tạo của Kuroki. Thì anh ta là một người có thể gần như là chơi rất là nhiều hero, hiểu rất là rõ điểm mạnh điểm yếu của từng con hero một. Thế nên cái việc mà ban pick của anh ta là rất là sáng tạo rồi. Cái thứ hai là cái sự năng động của Matumaman trong vai trò là carry chính. Anh ta không chỉ là farm thụ động nữa mà anh ta rất bắt kịp meta là đánh stick push sớm. Và thường xuyên sử dụng những con tempo carry có thể tham gia combat với team rất là sớm rồi. Và giúp cho Liquid chiếm được lợi thế early game. Cái thứ ba nữa là cái việc ổn định của Fata ở mid. Anh ta chơi những cái con hero thủ mid rất là tốt. Chưa kể đó là khả năng cũng có thể chơi một số hero theo dạng playmaker như là Puck chẳng hạn. Thì đóng góp rất là nhiều cái lối chơi chung của Liquid. Đó là những cái ý kiến của em về cái okay. team có thể trở thành ngựa ô của giải đấu. Một cái ý kiến phải nói công nhận là đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu về mặt chuyên môn cực kỳ là sát sao luôn. Mà đôi khi những cái chuyên môn nhận định như thế, đôi khi rời người tính lại không bằng thiên tính đâu. Thôi rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Thôi rồi, bây giờ lần này thì hai bạn caster mới của ESV thì hai bạn thích team nào nhất tại bây giờ lần này? Minh Đức trước đi. Cái chuyện này rất là dễ đoán thôi. Mình thì từ lâu đã ăn một fan của Alliance rồi. Thì cái việc mà cổ vũ cho Alliance là nó là chuyện rất là dễ hiểu trong cái Major lần này. Nhất là khi họ đang có cái cơ hội rất là lớn để có thể vô địch được cái giải lần đấu tại Thượng Hải sắp tới. Thật. Nói một cách khách quan không. Chứ hoàn toàn không tình cảm đấy. Là khách quan, vô địch. Khách quan. Được, rất tự tin. Hoàng Kỳ Anh thì sao? Rất là đáng tiếc thì đội yêu thích của em là Navi thì đã không có cơ hội để tham gia giải đấu này. Hy vọng là giải đấu của VO tổ chức lần sau thì Navi có thể tham gia được. Thì không còn Navi nữa rồi. Em theo tình cảm gọi là từ ngày xưa là ủng hộ Bân Ninh thôi. Ok, tức là VC Gaming. Vâng, đúng. Ok, còn cá nhân tôi, Mỹ Bướm thì anh em đều biết rồi. Tôi chỉ ủng hộ một nhân vật duy nhất thôi, phía dài. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi kế tiếp nữa thì với hai em thì ở cái giải Major lần này thì các em mong đợi vào cái màn trình diễn của player nào nhất? Cá nhân anh thì đương nhiên là Fia rồi. Thứ hai một phần nào đấy là ATG. Vì dạo này thì anh có xem stream của ATG khá là nhiều. Và đang muốn nghe ý kiến của những người trẻ. Em thì trước mắt là vẫn muốn xem là ai sai sai. Anh ta thể hiện như nào. Những cái giải đấu trước đây thì ai sai sai phong độ không được cao. Anh ta thường xuyên đánh những hero có vẻ là không khớp tay của mình. Nên rất là khó khăn trong cái việc thi triển chiến thuật của VC Gaming. Thì mong là trong giải lần này Einstein có thể có được phong độ tốt. Và player tiếp theo mà em muốn theo dõi đó là Universe của team Evil Genesis. Thì đây là chắc chắn là một trong những top offlane hàng đầu thế giới rồi. Nói thẳng ra là người ta đứng đầu luôn đi. Bây giờ theo đánh giá thì chắc là cũng đứng đầu rồi. Thì em muốn xem thêm những cái màn trình diễn của Einstein với những hero khác nhau. Void thì không phải bàn rồi, Ashaker thì không phải bàn rồi. Nhưng mà em muốn nhìn thêm những hero khác đến từ PvD. Đến từ Universe. Không, đến từ BBD là đưa cho Universe chơi. Ok, nhưng mà người ta phải tập trước, người ta mới đánh rồi. Ok, thế còn Đức? Thì cái người mà em mong chờ có cái màn gọi là thể hiện nhất ở trong bây giờ lần này đấy là CTY. Người tên rất là trẻ. Thì cái anh này thì có thể nói là theo những cái số liệu thống kê gần đây, trong các cái giải đấu gần đây của eHome thì anh ta đang là một trong những cái carry mà có cái chỉ số KDA lớn nhất. Chưa kể đó là khả năng farm rất là tuyệt vời khi mà anh ta có lượng last hit trung bình lên tới 285,4 creep trên một game. Đấy là một con số là rất là ấn tượng với một cái lối chơi mà end game sớm của eHome. Thì CTY sẽ là cái nhân tố rất là chủ chốt trong cái việc mà eHome có thể chiến thắng bây giờ hay không. Và một người thứ hai nữa em cũng rất muốn chứng kiến cái màn biểu diễn của anh ta, đấy là Admiral Bulldog.
thì em muốn xem là ai mới là offlane số 1 thế giới. Hay. Một người là một offlane universe, là offlane của những khoảnh khắc. Đúng rồi, là initiator. Khoảnh khắc. Trong cái đấy thì Bulldog là người gần như offlane nhưng mà dẫn dắt được lối chơi. Ok, đánh xoay quanh được lối chơi của Bulldog. À, rồi, đấy là về mặt player. Còn về hero pool của meta mới này thì các em mong đợi. Và có những con hero đã được buff khá là nhiều cái phiên bản lần này, nhưng mà lại chưa thực sự xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Thì không biết là Kỳ Anh em mong đợi vào cái việc con hero nào sẽ xuất hiện, thậm chí là tỏa sáng vào bây giờ tại Thượng Hải. Bây giờ chúng ta được chứng kiến rất là nhiều Our Devourer này, rất là nhiều Aspirit rồi. Invoker lại còn mới bị nerf. Thì em nghĩ là chắc là trong giải bây giờ này họ sẽ cân nhắc không pick Invoker nữa, mà xem Invoker nhiều cũng nhàm rồi. Em rất thích những con có khả năng mở combat như kiểu Enigma và Magnus. Em rất thích xem những cái màn combat nó gọi là hoành tráng như thế. Một frontback hầu 5 người hoặc là reverse polarity chúng 5 người. Sau đó là búp đánh lan và carry, cứ thế là vụ chết team bạn thôi. Rất là mong đợi những con initiator có khả năng như vậy. Ok, thế còn Minh Đức? Cái hero mà em mong đợi nhất để có thể tỏa sáng thì meta game hiện tại, để quay trở lại, nói đúng hơn, đó là Terrorblade. Rất là lâu rồi. Những cái tay chơi ở trong các cái đội mạnh ở trong Major như là Syla, như là Eternal Envy, thậm chí một phần nào đấy nữa đó cũng có thể là Burning chẳng hạn. Những cái tay chơi ở Trung Quốc hoặc là những cái carry thuần đánh theo kiểu carry phòng thủ. Thì em rất là muốn nhìn lại cái con Terrorblade nó tung hoành ở trong đấu trường Dota 2. Ok, đối với cá nhân của tôi thì tôi rất là mong muốn cái sự xuất hiện của con DK Dimit. Mặc dù đây là một con hero mà được buff khá là nhiều ở trong cái phiên bản, trong những cái chuỗi phiên bản gần đây được buff lên khá là nhiều, nhưng mà lại chưa thực sự xuất hiện. Và có một phần ý kiến cá nhân đó là bởi vì hôm trước tôi có một hôm đi cắt đêm, nhưng mà cứ mỗi lần đi ra ngoài để mà rửa tay, đi vệ sinh hay là đi ăn gì đấy thì đều thấy Mimosa đang ngồi xem một cái game, Mimosa đang xem lại cái replay anh ta đánh DK của mình và cứ khen cái con hero đấy thôi. Nên ý kiến cá nhân tôi rất là muốn xem con DK xuất hiện. Và tiếp theo thì đến một cái câu hỏi mà có lẽ là rất là nhiều bạn mong đợi, mong chờ ở đây. Đương nhiên là đây cũng chỉ là một cái ý kiến của ba anh em chúng tôi thôi, nhưng mà đây là một câu hỏi mà thường ở những cái giải đấu lớn ấy, thì chúng ta thường đối với cả những cái bet thủ thì thường chúng ta hay theo một team để mà bet, ví dụ như TI hay là Major. Thì theo Kỳ Anh, em cũng có kinh nghiệm một bet thủ khá là lâu rồi, thì theo em team nào là team mà chúng ta có thể đặt niềm tin, hy vọng và rất nhiều những thứ khác vào team đó ở trong giải Major lần này? Nói thật là Major này không còn một tí gì để có thể đặt niềm tin vào rồi. Thế nên em sẽ đặt gọi là cảm tính của mình vào thôi. Đặt có hy vọng chắc chắn là sẽ đặt được nữa rồi. Ít nhất phải đưa ra lời khuyên cho các bạn. Lời khuyên thì các bạn cũng đã nhìn thấy được phong độ của các team hiện tại bây giờ như nào rồi. Thì nếu mà chắc kèo nhất thì chọn ra những team như là eHome hay là Evil Genesis để có thể đặt những cái bet của mình vào đó. Hoặc là Alliance, em nghĩ là họ rất có khả năng thắng rất là nhiều trận ở vòng bảng cũng như là vòng ngoài main event. Và vòng trong thì không biết được, nhưng vòng ngoài chắc chắn là họ là một cửa đáng tin. Ok, còn là Đức? Em thì có một cái suy nghĩ nó hơi khác một chút, tức là ở vòng bảng chúng ta chưa biết được điều gì, nhưng mà có một cái bảng đấu mà có team Banchon xuất hiện thì cái team này thì có thể nói đúng là đấy. Nói chung là về cái độ phong độ của họ thì là thất thường rồi, nhưng mà họ phải đối đầu với những cái đội nó gọi là già dơ như LGD, như là Newbie, hay là thậm chí là OG đương kim vô địch Major lần trước. Cái việc mà gặp những cái đội đã chơi chắc bài lại còn hơn về tiềm năng, tiềm lực như vậy thì Anchon thì khả năng cao là chắc là sẽ không có được nổi một trận thắng ra về mất. Thì cái việc mà bet thì có lẽ sẽ là ngược Anchon thôi. Còn vào đến vòng trong thì lúc đấy mọi người đã có những cái nhận định riêng rồi. Thì cái việc bet sẽ là phụ thuộc vào các bet thủ thôi. Mình thì cũng không thể nào mà được dự đoán xuyên suốt được như vậy. Còn cá nhân tôi thì có một lời khuyên cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ là team eHome là một team nên theo nhất tại bây giờ lần này. Họ có rất nhiều yếu tố và gần như là có đầy đủ yếu tố luôn. Nhưng nên nhớ rằng khi mà eHome gặp những team đồng hương, các bạn nên cẩn thận, không nên all in. Đừng bao giờ all in cho eHome nếu eHome gặp những team đồng hương kiểu như là VC Gaming hay thậm chí là CDIC. Vâng, và một vài những cái câu hỏi khái quát chung về giải Major sắp diễn ra sắp tới của các caster ESV. Và chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh ESV TV của chúng tôi với ba caster, với dàn ba caster hiện tại. Mọi diễn biến của Major thì sẽ đều được tường thuật trực tiếp tại kênh ESV bắt đầu vào sáng ngày 25 tháng 2, 8 giờ sáng ngày 25 tháng 2, các bạn nên nhớ. Và có một cái điều đặc biệt tại Major lần này, đấy là việc
giải đấu được diễn ra tại Trung Quốc, cho nên những khán giả Việt Nam chúng ta thì rất dễ dàng để mà theo dõi toàn bộ giải đấu một cách cực kỳ là thoải mái, không phải thức đêm, cũng không phải dậy quá sớm vào buổi sáng hay gì cả. Và thêm một cái điều nữa là đó là một cái sự kiện đặc biệt của Major, sẽ đấy là cái Pub Storm sẽ được ESV kết hợp cùng với cả bên Imba Group tổ chức, Imba của anh Trường Quang Hạnh. Và có lẽ là địa điểm thi đấu thì sẽ là một cái địa điểm, một cái nhà thi đấu khá là lớn ở Hà Nội. Bọn tôi vẫn đang lựa chọn một là nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, hai là sân vận động Cung Xuân. Thì một trong hai địa điểm đó thì bọn tôi sẽ có thông báo sớm nhất dành cho tất cả các bạn vào đêm chung kết của Major. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chúng tôi sẽ tổ chức, sẽ chuẩn bị thêm những công tác sắp tới nữa cho Major để có thể đem đến cho bạn những phần cát hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.